bình tinh thông báo tàn sự nhiều nghệ sĩ việt gửi lời chia buồn mới đây trên trang cá nhân nghệ sĩ bình tinh đăng tải hình ảnh hòa sen kèm thông tin tăng sự bài viết của nghệ sĩ bình tinh khiến nhiều người bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả xót xa gửi lời chia buồn đến cô cùng gia đình nghệ sĩ bình tinh viết chú năm của con ơi chú đức trí bình thường con rất sợ nhìn chú vì chú giống ba con lắm hết đau hết mệt rồi gặp ba và chăm sóc cho ba giùm con nha chú năm con kính tiện chú Năm về với Phật. Thông tin chú Năm của nghệ sĩ Bình Tinh qua đời nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả. Một số nghệ sĩ cư dân mạng cũng để lại lời chia buồn đến gia đình Bình Tinh. Trước đó vào thời điểm dịch Covid-19, nghệ sĩ Bình Tinh liên tục đón nhận tin buồn khi những người thân trong gia đình lần lượt qua đời. Đầu tiên, nghệ sĩ Bình Tinh đau lòng tiễn đồ dì ruột, nghệ sĩ Kim Phượng ra đi vì mắc Covid-19. Sau đó đến cậu ruột và mẹ ruột, soạn giả Bạch Mai qua đời. Loạt mất mát đã khiến bình tinh khi ấy suy sụp tinh thần. Sự ra đi của các nghệ sĩ gạo cội thời điểm đó không chỉ là nỗi đau của riêng nghệ sĩ Bình Tinh, mà còn là mất mát lớn đối với gia tộc Huỳnh Long cũng như nền nghệ thuật nước nhà. Được biết vào thời điểm đó, nghệ sĩ Việt Hương đã đứng ra hỗ trợ gia đình nghệ sĩ Bình Tinh lo hậu sự chu toàn cho người thân.